Đầu xuân năm mới thì Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư có một cái sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng nhé. Và các bác có thể năm mới, những bác nào mà quan tâm về đất thì có thể tìm cho mình được những cái mảnh đất ưng ý, có thể ở và an cư lập nghiệp cũng khá là ổn định nhé. Còn những bác nào mà đầu tư có thể tìm cho mình được những cái mảnh đất đầu tư sinh lời khá là ổn định. Thì hôm nay thì đầu xuân năm mới thì Hải Yến cũng khai trương đi quay một cái mảnh vườn, vừa mảnh vườn mà vừa đất nền nha các bác. Đất của mình thì nằm ở khu dân cư như thế này, cũng khá là đông. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay trực tiếp cái mảnh vườn cho các bác cùng tham khảo cái mảnh vườn nhé. Các bác mà yêu quý Hải Yến thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Hải Yến có cái năm mới, có những cái động lực để đi quay những cái mảnh đất phù hợp để gửi đến quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo nhé. Đây là cái đối diện của cái mảnh đất của mình, là nhìn ra khu dân cư như thế này nha các bác. Cái mảnh đất mà Hải Yến giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo á, là từ cái điểm này này các bác này, cái diện tích là hơn 9 sào, ở trong bìa thì nó nằm tầm mà hơn 8 sào, gần 9 sào nha các bác. Cái mặt tiền này á là được 24 mét nha các bác. Trên đất này là 200 mét đất thổ cư kìa. Đằng sau kia của mình á là tiêu và cà phê nha các bác, tiêu và cà phê. Và cái hướng này á, cái đường này là đường thông nha các bác, đường thông. Đi lại đây thì có một cái hồ lớn cực kỳ là đẹp. Đất của mình thì nó chỉ bám theo mặt trên như thế này này các bác này. Cái hướng ngược lại của mình đây á, là cái con đường này là mình đi ra ngoài đường 686 thì nó rơi vào 682 thì nó rơi vào tầm 300 mét nha các bác. 300 mét là ra đường 682 rồi. Mảnh đất này thì tọa lạc tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Đất thì bằng đẹp, triềng nhẹ lên trên. Ở trên đất của bác chủ nhà là được 600 trụ tiêu nha các bác. Thì bác chủ nhà đang rao bán cho cái mảnh vườn này á. Tiêu lớn của mình là được 600 cây như kia nha các bác. Còn tiêu nhỏ nữa thì nó nằm gần 1.000 cây. Của mình là từ cái đám tiêu kìa, qua hết qua bên này nha các bác. Còn từ cái cà hết qua bên này là của người khác. Còn tính từ mặt đường đi vô á, thì nó vô tầm độ 70-80 mét nha các bác. Từ mặt đường, từ cái trụ này nè, để mình làm nhà ở như theo nhà bên đây nha các bác. Thì vô tới cái nhà tôn kia thì nó nằm tầm 70-80 mét rồi. Thì bác chủ nhà đang rao bán cho cái mảnh vườn của mình đây á là 2,4 tỷ nha các bác. 2,4 tỷ có thương lượng bớt lộc đầu xuân năm mới nha các bác. Đấy. Thì hiện tại mà đất mà bây giờ ở cái khu vực mà dân cư ở như thế này, đất thổ cư và tiện cái vườn của mình để canh tác làm sau này luôn á, thì cái giá cả bác chủ nhà đưa ra thì cũng khá là hợp lý nha các bác. Đấy, bên qua cạnh hai bên của mình là nhà xây hết như này rồi. Đất ở bên này này các bác nè, là người ta mới bán là gần 90 triệu một mét nha các bác. Đó là sát bên chỗ đất trắng trắng đây này, là gần 90 triệu một mét rồi. Còn bên này của mình á, là bác chủ nhà là đã có là 24 mét nha các bác. 24 mét mặt tiền như này, khá là vuông vắn. Và có cả thổ cư 200 mét. Bác nào mà mua về thì mình tiện canh tác ở luôn, làm nhà ở. Đấy, cái đất của mình là từ ngoài là vào tới đây này các bác này. Từ đây hất lên là của người ta. Còn của mình là từ cái đường này này, từ đây hất qua bên này là của mình nha các bác. Nó hơi lệch một chút xíu, nhưng mà đất ở thì nó là vuông rồi. Nó là vuông rồi, nhưng mà nó lệch từ đây đi qua bên kia, từ đây hất qua bên kia này các bác này. Đất thì bằng đẹp, đất đỏ ba gian, 600 trụ tiêu lớn như thế này, và tiêu bé thì nó nằm tầm mấy trăm trụ, đó là gần 1.000 trụ. Đây, bác chủ nhà ông trồng sen sầu riêng nữa nha các bác. Đấy, tiêu thì cực kỳ là đẹp, diện tích là già 9 sào nha các bác, già 9 sào, 24 mét mặt đường, 200 mét đất thổ cư. Giá bác chủ nhà đưa ra là 2,4 tỷ, có thương lượng bất lộc đầu xuân.
Thế bác nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho Hải Yến nhé. Hải Yến sẽ gửi cái bìa đỏ photo qua cho các bác cùng, à, cái bìa đỏ cho các bác cùng tham khảo luôn. Đó, và dẫn các bác vào tận vườn để các bác có thể tham khảo cái mảnh vườn như này. Và ưng ý thì các bác mua mua nhé. Bác nào mà xem thì nhấn chuông đăng ký ủng hộ Hải Yến để Hải Yến có những cái động lực đi tìm những cái mảnh đất phù hợp gửi đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo ạ.